Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ báo giá mấy con xe giá mềm cho anh em chơi Tết nha. Đấy, thì mấy con xe này thì giá dưới 20 triệu đồng nha. Đấy, chỉ mười mấy triệu thôi. Đấy, ok. Thì giá xe hôm nay thì cũng giảm rất là nhiều. Nhưng mà xe đợt này cũng rất là rẻ rồi ha. Đấy, cũng sát Tết rồi. Em mà quay cho anh em mấy con xe rẻ rẻ này. Đấy, những anh em nào mà ít tiền thì có thể mua về chơi Tết nha. Đấy, thì đây là mấy con xe mini 125cc nhá. Đấy, giá dưới 20 triệu đồng cho anh em nha. Đấy, thì hôm trước cũng có quay qua một lượt rồi ha. Thì hôm nay thì quay tổng quan cho anh em cái con, mấy con mà dưới 20 triệu thôi nhá. Đấy, ok. Thì địa chỉ đây là 489 đường DT443 nha anh em. Số điện thoại mình để trên màn hình cho anh em ha. Anh em nào mà quan tâm thì anh em cứ alo gọi điện trước khi tới nha. Trước khi mình quay xong thì bán lắm rồi anh em sẽ tới thì hơi bị mất công xíu ha. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết mấy con này cho anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình, hãy cho mình một nút đăng ký kênh nhé. Và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video của mình, hoặc là chia sẻ để ủng hộ cho mình ha. Ok, rồi. Tiếp theo cho em chiếc đầu tiên. Đầu tiên là con Monster U1 nha anh em. Monster U1 thì cái lốc máy nằm ngang y như cái dòng Segway anh em ạ. Thì xe còn rất là cứng luôn, xe rất đẹp. Lốp này còn rất là mới nha. Lốp còn chỉ màu chỉ luôn này ha. Đấy. Ok, con này thì hiện tại thì gần bán với giá là 18.500.000 anh em nhé. 18.500. Đấy, sẽ quay tổng quan cho anh em con này ha. 18.500 anh em ạ. Xe còn rất là đẹp luôn ạ, in này. Đó. Đây là gọi là mẫu xe mini, kiểu dáng rất là đẹp luôn ha. Kiểu dáng thể thao. Đấy. Con này thì biển số 64 nha anh em. Đây. Số 64 gấp này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bộ 2 nòng. Đấy. Xe còn rất là đẹp nhá. Xe rất là cứng luôn. Ha. Mẫu xe mini. Đấy. Em thấy không? Nhiều mẫu thì mình phải cắt đuôi, nhưng mà mẫu này nó cắt đuôi sẵn cho mình rồi ha. Đấy, gọn gàng. Rất là đẹp luôn. 18.500.000. Sử dụng một em Monster 1 ha. Đấy, sẽ bật chìa khóa ha. Con này thì rất là thấp nha anh em. Con này mình nghĩ là 1m5, 1m5. Đến 50 có thể là ngồi chạy thoải mái luôn ha. Đấy. Con này mới đi 6.593 cây. Đấy, máy móc thì thầm anh em nhé. Đấy, chúng ta máy thì thầm luôn. Thì tại cửa hàng có hỗ trợ trả góp luôn anh em nhé. Đấy, trả góp thì mấy con này mười mấy triệu thì cũng hỗ trợ trả góp luôn. Đấy. Ok. Đấy, máy rất là êm luôn. Ok. Tiếp theo, giới thiệu cho em chiếc thứ hai. Con là đây là chiếc Bentley TNT 125 nhá. Thì một cũng là một mẫu xe thể thao mini. Con này thì dòng máy là máy đứng nha anh em nhé. Dòng máy đứng của hãng Bentley. Rất là đẹp luôn. Con này thì nó cũng là biển số lắp tấn bùn bên dưới nha. Cái dàn này rất là cứng luôn anh em nhá. Bắt hai bên rất là cứng luôn ha. Đấy, xe còn rất là đẹp luôn ha. Đó, sẽ xem cái đầu đèn cho anh em này. Cái đầu đèn nhá. Đây. Con này thì hiện tại giá nó là 19.500.000 ha. Nhưng 19.500 thôi. Đấy. Dòng máy đứng ha, rất là đẹp. Đây, fork upside down thì nó to hơn cả con Monster luôn ha. Đấy. Đây, đĩa trước này. Đĩa trước sau rất là cứng luôn. Đấy, anh em thấy không? Máy móc sạch sẽ nha anh em. Đó. Anh em thấy cái này, đồng hồ nó này, bật đồng hồ cho anh em xem nhá. Đây. Con này thì đi 19.000 cây rồi ha. Đó. Đi 19.000 cây. Mình xem nó biển số đâu nha. Mình sẽ
ra phía sau coi là biển số nó nằm ở đâu mà. Đó. Đồng hồ. Con này thì biển số 67 nha anh em. Đó, biển số 67 này. Đó. Xe cũng là hai nồng. Hai nồng con này thì nó gác hai nồng treo đây nha. Đó. Nhìn chất lượng của cái này là inox này. Đó. Sáng đẹp luôn anh em ạ. Đây, nó cái đồ gác chân còn rất là mới em thấy không? Đó. Sáng trắng luôn ha. Đây, xinh nhan em thấy không? Nó nằm gọn trong này này, rất là gọn gàng luôn. Đấy, đèn hậu này. Đó, em thấy không? Con này thì mẫu mini, nó gọn. Đó, đi thành phố thì thoải mái rồi. Đất trên 100 là bình thường anh em nhé. Đấy, ô tô mới đi 19.000. Máy thì thầm anh em nhé. Xin nhan đầy đủ luôn. Đấy, đây là vòng tua này, vòng tua bằng cơ nhé anh em nhé. Đây bên thì báo mô này ha, mô xăng có km. Đó. TNT 125. Đó, máy rất êm ha. Đó, ok. Đấy, đây là dòng một số mini. Đó, tiếp theo mình giới thiệu cho anh em một con nữa là con Motowork GN 125 của S của em. Đấy. Con này thì biển số 49 nha anh em ạ. Biển số 49. À. Xe là bánh căm. Bánh căm. Lốp này, anh em thấy là lốp này rất là mới nha. Như mới lắp xong anh em ạ, mới lắp. Gai rất là dày luôn. Con này thì đấy, gai rất là dày. Gai này là gai đa địa hình anh em ạ. 125. S của em, xe cũng rất là cứng luôn ha. Lốp máy này sạch sẽ ha. Đấy. Đấy, lốp trước lốp sau là chúng ta thay một cặp lốp gai. Đấy. Đấy, em thấy lốp gai không? Lốp rất là mới, lốp cặp lập lốp rất là mới ha. Đấy. Tại thì con này cũng chỉ có 19 triệu thôi em nhé. 19 triệu nhé. Đây, trở lên coi con này có cao ha. Con này thì ngồi rất là khỏe thôi. Giá ngồi khỏe. Con này thì cũng thấp thôi em ạ. Con này nghĩ là 1m... cách năm mấy thì ngồi thoải mái rồi. Đấy. Đồng hồ nó này. Racing Boy này. Đấy. Đồng hồ như nguyên bản luôn anh em ạ. Báo mô này. Bật máy cho anh em nghe tiếng máy nha. Đấy. Máy thì thầm luôn anh nhá. Đấy, mình đang nổ máy đấy. Rất thì thầm luôn. Nó là rất êm nhá. Đấy. Chở ga lên cái vòng tua lên này. Vòng tua này nó bị hư vòng tua rồi phải. Máy rất là êm luôn. Đây, máy rất êm anh em nhé. Đây. Em thấy không? Nghe tiếng bộ thịt 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 thôi. Tiếng máy thì không nghe tiếng luôn. Đó. Quá êm luôn anh em ạ. Đây. Đùi sau nó này. Ha. Thấy không? Mẫu xe này thì dành cho những người hơi lớn tuổi một chút, trung trung tuổi đi rất là hợp luôn, đi phượt đi xa rất là khỏe nha. Lốc máy của nó này rất đẹp luôn. Đấy. Giá chỉ 19 triệu thôi anh em nhá. 19 triệu luôn. Cửa hàng có dần trả góp luôn ha. Đấy, anh em nào mà chưa đủ tiền thì có trả góp luôn. Thì đây hiện tại cửa hàng thì có rất là nhiều dòng xe như xe phổ thông rồi xe Tycoon, Winner, Exciter đều có hết nhá. Đấy. Còn những cái mẫu mà nhiều tiền hơn thì hôm nay mình sẽ không báo nhá. Hôm nay chỉ xem mấy con dưới 20 triệu thôi. À, dưới 20 triệu thì hôm nay còn một con bên trong nữa ha. Bên trong thì có một con Dalim 150. Đây, Dalim 150 này.
con này thì chỉ có 16 triệu thôi nhá. Đấy, 16 triệu. À, con này Lifan, Lifan 150. Lifan 150. Đấy. Cái dạng kiểu này cũng cũ cũ thôi ha, nhưng mà giá cũng mềm thôi. 16 triệu nhá. Đó, ngoài ra thì cửa hàng có rất nhiều dòng xe khác, anh em nào mà quan tâm. Đó, anh em nào quan tâm cái dòng gì thì em cứ tới trực tiếp xem xe hoặc là gọi điện trực tiếp nhá. Vào số điện thoại mình để trên góc màn hình nha anh em. Đó, mình để trên góc màn hình để anh em tiện theo dõi nha. Đấy. Thì rất nhiều Exciter, Winner, Sonic. Đó. Sachia. Sonic nè. Đó. Trader nè ha. Thì anh em nào mà cần đang quan tâm mẫu gì thì cứ comment bên dưới hoặc nhắn tin vào số điện thoại trên nhá. Đó. Ok. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình hãy cho mình nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình. Khi nào có xe mới về thì làm video để báo giá cho anh em ha. Đó. Rất nhiều dòng xe, Winner này thì chỉ hai mấy triệu thôi. 25 hay mấy ạ? Đó, Exciter khoảng 27 triệu. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông chia sẻ để ủng hộ cho mình. Đó. Mình sẽ ra nhiều video những cái dòng xe khác nhau để anh em tham khảo nhé. Rồi, chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.